Các bạn có vẻ như đang sôi sục về thương mại điện tử, rất háo hức về nó quá hồng. Rất nhiều người thắc mắc là tại sao hồi sinh viên mày đã kiếm được 100 triệu rồi. Thương mại điện tử có vẻ nhìn đâu thấy lãi, đâu thấy tiền, đâu thấy thành công. Quan trọng là anh đủ hiểu về thị trường. Đấy là lúc mà bạn kiếm tiền. Việc học đại học nó cần thiết hay không? Những cái người bỏ học là tôi không thích, tôi bỏ. Tôi không thích làm, tôi không làm. Không làm được sao? Bạn phải lì để trôi qua được những cái khúc sóng gió đó. Người trong môn nghề, nếu muốn biết có gì thì bấm nút subscribe nhá. Đây là bài viết Y-1 và Y-1 của tác giả Phạm Việt Hà. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng nhau bắt đầu bài viết này nhé. Nó thích đi đến những nơi ít người, có rừng, có núi, có biển thì càng tốt. Vậy mà ngày nào nó cũng phải thoi mặt chen chân ra đường tắc. Nó thích được thư nhàn đọc sách, nghe nhạc, một tay ôm con, một tay ôm chồng. Vậy mà hôm nào mấy mẹ con vật nhau xong với đống sách giáo khoa cũng đã 10 giờ tối. Nó thích đi học, học ở nước ngoài càng tốt, càng học nó lại càng thích học. Thế mà cả năm nay rồi chưa được đi đâu. Có chuyến đi Ả Rập thì chồng không cho đi, sợ dạy Ả Rập nó thấy xấu quá, ảnh hưởng tới mỹ quan thành phố mà bắt nhốt ngoài sa mạc. Cuộc sống của người đàn bà hai con, một chồng, ba công, bốn việc cứ xoay vòng vòng như trong chóng. Nó ăn nhanh đến mức không còn biết vị. Nó đi nhanh đến nỗi không biết có người bên cạnh đang gần chạy mà chẳng đuổi kịp. Nó quên mất hạnh phúc không phải là đích đến mà là chặng đường đi. Nhìn lại mình, nó không còn là nó nữa mà chỉ còn là Y-1. Cái tôi mòn mỏi, bạc phách, xộc xệch và mệt mỏi. Nó chợt nhớ ra rằng ta chỉ trẻ khi ta còn thấy mình đang trẻ, và chỉ hạnh phúc khi trong lòng ta mãn nguyện với cuộc đời. Nó quyết tâm thay cái Y-1 xốc xếch xộc xịch, bu lông ốc viết long sòng sọc kia bằng cái Y-1 mới toanh là chính nó. Nó bắt đầu bằng việc thi thoảng lượn phố, mua sách, chọn đĩa nhạc thay vì đâm nháo về nhà sau giờ tan sở, để bố con nhà kia phải tự quản lấy nhau. Nó thu xếp để thi thoảng cả nhà đi ăn ngoài một bữa thay vì hì hục nấu cơm rửa bát. Nó làm mọi việc chậm hơn và chịu nhìn mình nhiều hơn trước gương mỗi ngày. Nó không thanh lý tủ quần áo bằng những đồ mới tinh tình tình, mà nghĩ kỹ hơn một chút mỗi khi chọn đồ để mặc. Và quan trọng nhất, nó bắt đầu những chuyến đi xa. Đi xa là đi công tác ở tỉnh xa. Nó nhảy xe khách về Hải Dương dạy học, cầm bụi ở trường nghề và xe khách 45 chỗ lên 70 khách nồng nặc mùi mồ hôi và nước ói, làm nó thấm cái vất vả của những người ngược xuôi kiếm cho đủ sống hàng ngày. Nói chuyện với những người mẹ bỏ chồng con lên thành phố kiếm ăn, nó biết mình thật may mắn vì được quàng tay ôm chồng mỗi tối, được ở bên con những lúc vui, buồn, khỏe, ốm trong ngôi nhà của chính mình. Dạy cho những đứa trẻ đạp xe 15 cây số đến lớp rồi lại đạp về, cặp sách tòng teng, cặp lồng nhựa đỏ lèn chặt cơm và đu đủ xanh xảo mỡ lợn. Nó thấy mình sao tham lam khi đi làm xe đưa người đón, cơm trưa 50.000 một suất vẫn còn chê. Đi xa là đi học thêm dăm ba khóa tập huấn ở xa nhà, thấy mình tự tin hơn vì không quá giả nua cũ kỹ, thấy đời vui hơn vì học thêm được điều gì đó mới, phát hiện thêm một sai lầm. Mà học là phụ, lượn lờ mới là phần chính. Nó sẽ lượn quanh những nơi nó đến, trò chuyện với những người mới tinh, ăn những món ăn lạ lùng bản địa và gạt phắt những mối lo cơm nước, dầu đèn, con cái ra khỏi đầu trong vài ngày ngắn ngủi. Kỳ lạ là nó bắt đầu thấy nhớ. Nó nhớ hơi con thở khẽ, nhớ má chồng ấm, nhớ tay chồng nắm và tiếng dép cua lẹp xẹp ngoài hè của mẹ. Kỳ lạ là nó không ngủ yên những đêm nằm khách sạn bởi vì nó thấy trống trải chỗ nằm và lênh đênh thèm hơi con giúp. Thế là nó lại mong, lại hối hả trở về. Đi xa là thi thoảng vác ba lô nhẹ bỗng lên rừng xuống biển. Đơn giản là được ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây, lãng đãng thấy mình giữa lưng trời, hay vỡ ào vào biển, thấy mình gần với mình hơn, thân mình hơn, thật thà ngớ ngẩn, hồn nhiên. Đơn giản là thấy mình đang được làm điều mình muốn, chỉ riêng mình với mình.
đơn giản là được trải nghiệm điều gì đó khác, nằm đọc sách bên khung cửa rộng nhìn xuống ruộng lúa non. Thế mà có những lúc đang như cánh chim bay bổng, bỗng thèm có chồng bên cạnh, thèm được hôn giữa lưng trời mây phủ hay trên bãi biển sóng gào. Hay bỗng bâng quơ thầm hỏi, con mình sẽ chơi trò gì trên bãi cát trắng thế này? Nó tự cho mình một chút cuộc đời riêng ở nơi xa lạ và tự hứa sẽ đem những người mình yêu đến đó. Mà kỳ lạ là sau mỗi chuyến đi, bọn trẻ như lớn hẳn, chúng nhớ mẹ đã đành, nhưng chúng cũng ngoan hơn, chúng biết quý hơn những lúc mẹ hối hả lạch cạch mở cửa đón con. Chúng thèm bữa cơm nóng có canh cá chua mẹ nấu, chúng nhớ mùi tóc mẹ, áo mẹ, vòng tay mẹ ôm ngang. Chúng giống như người đã quen no quen đủ, giờ biết thế nào là đói khát, nên biết quý những lúc no đủ hơn nhiều. Thằng anh biết đón em ở trường về hộ mẹ, và ông chồng vốn vô tư bong bánh mỗi chiều, bỗng đảm đang tháo vát chăm con. Sau mỗi lần đi xa, chồng thương vợ những lúc sớm chiều bận bịu cơm nước, nhà cửa, con cái. Chỉ lúc phải làm việc vợ, hắn mới biết việc ấy cần rất lắm yêu thương và rất nhiều kiên nhẫn. Cả hai bỗng biết nhớ nhau những lúc trời bảng lảng, chim về tổ và thú về hang. Hắn bỗng thấy cái giường sao trống trải và bếp sao lạnh hơi người, mới phát hiện ra rằng vợ mình vốn như một phần cơ thể. Ngày thường không thấy thừa cũng không thấy thiếu, nhưng vắng đi rồi sao lại nhớ quắt nhớ quay. Thế nên nó sẽ đi xa mỗi khi thấy mình bắt đầu thành Y-1, để chút đi phần bon chen, ngột ngạt đã mài mòn chính nó. Và khi trở về là Y-1, mới tinh khôi và biết ơn cuộc sống tuyệt đẹp này. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên ấn like, share và ấn subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Và nếu các bạn cũng thích nội dung như trên, hãy đăng nhập vào website của nhà nhện là spiderroom.com để tìm đọc thêm nhé. Và mình là Khánh Linh. Bye!